Bây giờ xin được tiếp tục với những thông tin thời tiết. Và như đã chia sẻ tới quý vị thì mưa trái mùa sẽ tiếp diễn nốt trong chiều tối nay ở Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên. Vậy thì cường độ mưa thế nào và thời tiết các khu vực khác trên cả nước hôm nay ra sao chị Hương Liên? Vâng, chị Lan Anh, mưa sẽ xuất hiện sau khoảng đầu giờ chiều ngày hôm nay. Vùng có mưa sẽ là Đắk Nông, Lâm Đồng và Nam Bộ. Cảnh báo có nơi mưa lượng khá lên tới 50mm ở những nơi có màu xanh đậm như thế này. Mưa trong thời gian ngắn có thể gây ngập nhẹ như chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Mưa trái mùa chỉ nốt chiều nay thôi, vì thế bà con cần tranh thủ tích trữ nước để sử dụng cho những tháng mùa khô sắp tới. Trước khi chuyển mưa, từ sáng đến đầu giờ chiều nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng mây đan xen. Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa là 27 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác ở Nam Bộ hơi nóng, 30 đến 32 độ. Ở Trung Bộ, hôm nay trời chuyển nhiều mây hơn, kèm theo mưa bất chợt ở Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, nhiệt độ vừa phải 25 đến 29 độ. Phía Bắc cũng có mưa ở Huế, Đông Hà, còn Hà Tĩnh và Vinh thì trời nhiều mây, không khí ấm áp, 22 đến 25 độ. Trở ra miền Bắc, sau buổi sáng nhiều mây có sương mù, đến trưa và chiều nay trời sẽ lại có nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố đồng loạt tăng lên, cao nhất là 23 đến 25 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời chị Lan Anh tiếp tục chương trình. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương Liên với những thông tin vừa rồi.